Hai, xin chào. Sau khi cài xong, chúng ta còn một bước nữa là set khẩu giấy, đít phải vào biểu tượng máy in 6054 vừa cài, chọn Render Property, chọn tab Advanced, chọn nút Render Default. Tại hộp thoại vừa hiện lên, chúng ta chọn Document Size là khẩu A4. Ở đây mặc định đã là A4 nên chúng ta không cần chỉnh. Thông thường các máy khi cài Reverb xong có thể sẽ vẫn đang ở khẩu giấy Letter, chúng ta phải chỉnh lại khẩu giấy A4 phổ thông. Chọn OK và hoàn tất. Vừa rồi, mình đã hướng dẫn các anh chị và các bạn cách cài in máy photocopy Ricoh sử dụng hệ điều hành Windows 7. Các anh chị và các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube của công ty Nam Trường Khang để xem được nhiều hơn video về máy photocopy, máy in nhằm trang bị thêm kiến thức để sử dụng và xử lý máy photocopy, máy in trong quá trình làm việc cũng như in ấn. Rất cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của các anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau.